nhà tôi trồng 400 gốc tiêu, nó có biểu hiện là gân gốc bị vàng, sau đó đấy thì nó bị rụng lá, bị 4 ngày. Tôi đã dùng thuốc nhưng mà không có hiệu quả. Bây giờ cho tôi xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Vâng, thưa anh Du, câu hỏi của anh về bệnh trên cây tiêu đã được chuyên gia của chúng tôi tư vấn như sau. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái thứ nhất là cây tiêu bị hiện tượng vàng lá và rụng lá do rất nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất có thể do tuyến trùng ở trong đất, nó gây hiện tượng vàng rụng lá. Rồi nấm ở trong đất, nó gây hiện tượng vàng rụng lá, mà chúng ta nó hay gây ra cái nguyên nhân mà chúng ta gọi là cây tiêu bị chết chậm. Nghĩa là cây nó cứ vàng từ từ xong nó rụng. Thế còn cái hiện tượng chết nhanh thì lại do nấm khác, là nấm Phytophthora. Nó cũng có thể gây hiện tượng vàng rụng lá, nhưng mà nó rụng nhanh và nó chết nhanh hơn so với cái hiện tượng vàng kia. Thế cho nên là cái hiện tượng vàng rụng lá là rất nhiều nguyên nhân. Do tuyến trùng là 1, do nấm là 2, do diệp sáp gốc là 3. Nếu diệp sáp mà bên dưới cái xung quanh cái gốc ấy mà nó phủ một lớp đất đi, chúng ta không nhìn rõ, thì chúng ta bới đất ra chúng ta thấy diệp sáp gốc nó gây hại, thì nó cũng gây hiện tượng vàng rụng lá. Thế cho nên rất nhiều nguyên nhân. Thế còn bác nói là bị 4 ngày nay, nghĩa là nó mới biểu hiện cái rụng lá 4 ngày nay thôi, chứ còn nó đã bị ngầm từ trước đó rồi. Đấy, nó đã bị âm ỉ từ trước đó rồi, thì đến lúc này là nó biểu hiện rụng. Thế cho nên bác cần phải xem kỹ lại các cái nguyên nhân, do tuyến trùng hay do nấm hay do diệp sáp gốc, thì chúng ta phải phòng trừ theo đúng như thế. Còn nếu mà do nấm và tuyến trùng nó gây hại, thì chúng ta có đã dùng quá nhiều các loại thuốc hóa học thì chúng ta không nên dùng nữa. Vì bác nói đây là bác đã dùng thuốc rồi nhưng không có hiệu quả. Nếu dùng các thuốc hóa học rồi thì chúng ta nên chuyển cái biện pháp là dùng phân trùng hoai mục cộng với phân lân, cộng với Trichoderma, hoặc cộng với các chế phẩm sinh học chứa nấm, chứa vi khuẩn, chứa xạ khuẩn cữ ích để chúng ta bón vào trong đất thì tốt hơn. Bởi vì trong phân trùng hoai mục thì nó cũng có nấm và tuyến trùng có ích. Thế rồi phân lân có tác dụng kích thích ra rễ mới, và các cái chế phẩm sinh học thì có tác dụng tiêu diệt các cái nấm ở trong đất. Đấy thì bác xem lại kỹ, nếu mà do diệp sáp gốc nó gây hại, nó gây vàng lá, rụng lá, thì chúng ta lại phải diệt diệp sáp gốc bằng các loại thuốc đặc trị, thuốc trừ diệp. Còn đại đa số mà là tuyến trùng nó làm sưng rễ thì chúng ta lại phải sử dụng các thuốc đặc trị tuyến trùng. Đấy cho nên là cái hiện tượng vàng rụng lá bác miêu tả thì rất ngắn gọn, nhưng mà nguyên nhân gây ra nó thì lại rất nhiều, mà chủ yếu nó ở bên dưới mặt đất. Thế cho nên chúng ta phải kiểm tra cái bộ rễ, gốc rễ của chúng thì phát hiện ra nguyên nhân chính xác thì mới trừ được. Theo cái đúng hướng đó thì nó mới có hiệu quả, ngăn ngừa không cho nó lây lan sang những cây chưa bị bệnh. m-nongnghiep.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nongnghiep.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Sau này nó có bao bì lai giống cái củ nhỏ vào nó chạm khẩu là lai qua lai lại á, thì như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa tập, sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn
thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại, thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16. Và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.